Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Đây là công viên B5 nằm ở giữa đường Dương Tử Giang và đường Nguyễn Ái Quốc. Công viên mới được khánh thành để kịp đón Tết Dương lịch năm 2023 vừa rồi thưa các bạn. Đây là công viên đẹp nhất thành phố Biên Hòa và nằm ở trong trung tâm thành phố Biên Hòa thuộc phường Tân Tín. Công viên được thiết kế một sân khấu ngoài trời rất rộng lớn và hoành tráng thưa các bạn. Vào Tết Dương lịch vừa rồi, tại đây đã tổ chức một đêm nhạc và bắn pháo hoa để mừng năm mới thưa các bạn. Điều đặc biệt, đây là chợ hoa lớn nhất thành phố Biên Hòa của năm nay thưa các bạn. Hiện tại hoa rất nhiều và trang trí rất đẹp. Bạn nào thích chụp hình quay phim thì tranh thủ những ngày này đến đây để quay phim và chụp hình thưa các bạn. Và đây là những khung cảnh đẹp để cho chúng ta có những bức hình cũng như những video đẹp. Mặc dù trang trí chưa hoàn thiện 100% nhưng như vậy là đã đủ để chúng ta có thể quay phim và chụp hình rồi thưa các bạn. Và đây là một mô hình nông thôn Việt Nam xưa được thu nhỏ rất đẹp thưa các bạn. Có một mái nhà tranh và có lưu nước cũng như là có ruộng lúa. Và ngoài ra thì có thêm một cái ao sen. Cùng với đó là những chiếc xuồng ba lá được đóng bằng gỗ. Nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Và tại mô hình thu nhỏ này rất đẹp để cho những bạn nữ quay phim chụp hình với tà áo dài xưa, áo bà ba cũng như là áo tứ thân thưa các bạn. Đây là một cảnh đẹp mà để chúng ta quay những thước phim đó cực kỳ là đẹp. Những hình ảnh nãy giờ mà các bạn thấy là quá tuyệt vời phải không các bạn? Nếu thích video các bạn hãy cho mình một nút đăng ký nha các bạn, để các bạn theo dõi những clip sau mà mình đăng tải nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài cái mô hình mà chúng ta đang nhìn thấy đây thì hoa mà người dân đã mang đến đây rất là nhiều rồi thưa các bạn. Và nếu như thích quay phim, thích chụp hình thì các bạn đừng chờ đến sát Tết mới tới, bởi vì khung cảnh bây giờ mới là khung cảnh đẹp nhất thưa các bạn. Bởi vì mọi thứ trang trí đang còn nguyên vẹn và rất là mới, chưa bị nắng mưa làm cho hư hại, nên là khung cảnh rất là đẹp để cho chúng ta quay phim chụp hình thưa các bạn. Để trang trí được như thế này họ tốn rất là nhiều công sức và tiền bạc thưa các bạn. Nếu như các bạn tới đây quay phim chụp hình thì chúng ta cũng nên giữ gìn để cho khung cảnh được nguyên vẹn và đẹp đến ngày cuối cùng của mùa xuân, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng. Và bây giờ mình xin đưa các bạn đi dạo một vòng xung quanh công viên để chúng ta tham quan những vựa hoa mà người ta đã tập kết về đây, người ta bán nha các bạn. Đầu tiên được kể đến đó là hoa mai các bạn ạ. Đây là một cửa hàng hoa mai với những cây rất là lớn. Đấy, các bạn thấy nó cao cả 2-3 mét thưa các bạn. Đây là mặt đường Dương Tử Giang nha các bạn. Mặt đường Dương Tử Giang được mở một cửa hàng bán hoa mai vàng. Chúng ta đi sâu vào trong một chút nữa để chúng ta thấy rằng cái sự đa dạng của hoa mai vàng mà cửa hàng đã sắp đặt này. Đó. Với đủ loại kích cỡ và thế cây các bạn. Hôm nay thì mình không dám hỏi giá chủ cửa hàng thưa các bạn, bởi vì họ cũng chưa buôn bán gì. Mình hỏi giá mà không mua bán gì thì cũng chắc gì cửa hàng họ đã vui, nên là mình không có hỏi thưa các bạn. Tại mình cũng là người buôn bán đó các bạn, nên mà ai mà hỏi giá mình mà không mua mình cũng không thấy vui, nên mình nghĩ là mình không mua nên là mình không có hỏi. Các bạn chúng ta đã biết rằng tại miền Đông Nam Bộ những ngày qua nhiệt độ rất là cao và rất là nóng nực khó chịu. Nhiệt độ từ 33 độ đến 34 độ luôn đó thưa các bạn. Và đây là những gốc đào thưa các bạn. Mình đi xung quanh vườn đào và mình quay cho các bạn xem những gốc đào mà người ta trưng bày ở đây, người ta bán thưa các bạn. Mình thì cũng rất thích cây kiểng và mình đi một vòng thì mình nhìn thấy được một cái cây đào rất là đẹp. Đây các bạn này, cái cây này là mình thấy đẹp nhất đó các bạn. Các bạn rành về cây kiểng
thế cây, các bạn thử nhìn xem với cái cây nào mà mình đang quay đó có thực sự là đẹp. Cá nhân mình thì mình là thấy đẹp mà thưa các bạn. Và đây các bạn, mình quay thêm những cái mẫu hoa khác để cho các bạn xem và tham khảo. Các bạn có thể tới đây mua, cũng như là các bạn tới đây để chụp hình và quay phim. Và đặc biệt nha các bạn, để chụp hình quay phim thì các bạn phải tới sớm thì mới có nhiều hoa và đa dạng để các bạn quay. Còn nếu như các bạn tới trễ thì người dân họ đã bán hết hoa đi rồi, thì chúng ta sẽ không còn hoa đẹp để chúng ta quay phim chụp hình đâu. Lúc nãy mình đang nói về thời tiết nắng nóng những ngày qua ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nhưng mà theo mình được biết, mình có xem tin tức dự báo thời tiết thì một vài ngày tới không khí lạnh sẽ trở lại, và thậm chí là ở ngoài Bắc, những vùng núi cao sẽ có rét đậm, rét hại hoặc là mưa tuyết. Hy vọng là ở trong Nam của chúng ta chỉ là mát mẻ thôi mà không có đổ mưa, bởi vì mùa mưa thì những vườn hoa, những cái cảnh đẹp như thế này nó sẽ hư hết, rất chi là phí. Và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái vụ buôn bán của những người mang hoa, và những người dân trồng hoa sẽ bị lỗ vốn rất chi là nhiều khi mà thời tiết đổ mưa sẽ làm hư hại những cái bông hoa mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Cầu mong cho tất cả những người buôn bán hoa, người trồng hoa có một mùa thu hoạch thật là tốt đẹp. Qua clip này, mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem cái clip cùng gia đình mình một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và mọi sự tốt đẹp nhất trong cuộc sống cho năm mới này. Xem clip thấy hay và vui, các bạn đừng quên like cho mình một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip sau này mình đăng nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chúc cho các bạn xem clip thật vui vẻ. Mình xin hát tặng các bạn một đoạn nghe các bạn. Xin mời các bạn lắng nghe. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi như lá trù hoa, chào mùa xuân về với mọi nhà. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh năm nay, ôi đẹp biết bao, biết mấy tự hào. Sài Gòn ơi non nước vẫy chào, cờ hoa đang tung bay cao. Đã hết rồi những năm thương đau, 30 năm ta mới gặp nhau, ôi sao nước mắt lại trào. Chủ yếu là vui vẻ thôi các bạn ạ. Mình thì cũng không biết hát, và mình hát thì cũng không hay. Chủ yếu là cho nó vui thôi, mùa xuân mà, nên là cứ vui, vui thật nhiều. Năm vừa qua là một năm kinh tế rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Làm chủ thì khổ của làm chủ, và làm lính thì khổ của làm lính, làm giám đốc thì khổ của giám đốc, và làm công nhân thì khổ của công nhân. Chúng ta đang trải qua một năm kinh tế rất là kinh khủng. Hy vọng năm mới sắp tới về kinh tế, về sức khỏe, về cuộc sống sẽ tốt hơn mọi điều so với năm vừa qua. Chúng ta cùng nhau cố gắng nha các bạn. Những gì qua là đã qua rồi, chúng ta hãy bắt đầu những ngày, những tháng mới của năm mới với một quyết tâm mới, một niềm tin mới để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin gửi đến tất cả các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất của năm mới này. Xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới các bạn. Xin tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha các bạn.